Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay rất hay, phải nói rằng rất hay và đáng để cho chúng ta suy nghĩ, đáng cho chúng ta suy nghĩ. Qua bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy với cái kinh nghiệm đi chài lưới của mình, kinh nghiệm sống nước của mình, các môn đệ thừa biết chỗ nào có cá, chỗ nào không có cá, và mỗi lần ra khơi thì chắc chắn phải đi tìm cá về để lo cho mình, lo cho gia đình mình, lo cho người thân của mình, lo cho bạn bè mình, lo cho bạn chài của mình. Và với cái kinh nghiệm ấy, các ông có thể làm được những điều mà các ông muốn. Và rồi Chúa Giêsu đến bên đời của các ông với cái nghề nghiệp cũ của các ông. Và Chúa Giêsu đã đến và Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì bắt được cá." Và các môn đệ đã đánh được một mẻ cá lạ. Một cái mẻ cá mà không như bình thường, một cái mẻ cá hơn bình thường rất nhiều. Và đó là quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh làm trên cuộc đời của các môn đệ. Ngày xưa cũng thế và ngày nay cũng vậy. Cuộc đời của chúng ta, Chúa vẫn đến và Chúa vẫn ở bên đời của chúng ta để Chúa làm cho chúng ta nhiều cái mẻ cá lạ lắm. Nhưng mà vì lòng của chúng ta chai cứng, lòng chúng ta gọi là lòng chai giả đá, chúng ta bưng tai bịt mắt trước tất cả những phép lạ mà Chúa làm. Cứ thử đặt mình trước mặt Chúa và lương tâm đi. Chúng ta sẽ nhận ra biết bao nhiêu hồng ân Chúa tuôn đổ trên cuộc đời của chúng ta. Chúa đã, Chúa đang và Chúa sẽ tiếp tục làm cho chúng ta những mẻ cá lạ trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mắt chúng ta mờ, chúng ta không thấy, chúng ta không nhận ra quyền năng, chúng ta không nhận ra ơn Chúa trao ban trên chúng ta. Để rồi lòng của chúng ta trơ trơ như đá. Chúng ta không biết tạ ơn, chúng ta không biết cảm ơn Chúa vì những mẻ cá lạ trong cuộc đời. Và có khi mình không thấy cái mẻ cá lạ đó. Lòng tham nó chất chứa và mình vẫn đi xin Chúa cho mình thêm. Nhưng mà thật sự ra Chúa cho mình quá nhiều, quá dư, quá đủ rồi. Có một thì lại muốn hai, có hai thì lại muốn bốn thì lại có tám, muốn có tám thì lại có 16. Chúng ta tham quá. Thử hỏi đi, chúng ta lần lại cuộc đời của chúng ta. Từ ngày chúng ta mở mắt, chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Chúng ta có mang cái gì vào trong cái cuộc đời này đâu, ngoài hai bàn tay trắng. Lớn lên nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, nhờ thầy cô, nhờ biết bao nhiêu người bạn hữu. Chúng ta đã có được rất nhiều. Chúng ta đã có được rất nhiều trong cuộc đời, nhưng mà vì cuộc đời này nó ồn ào quá, chúng ta không nhận ra ân huệ của Chúa. Chúng ta không nhận ra ân sủng của Chúa ngang qua cuộc đời của chúng ta. Để rồi có nhiều lúc chúng ta còn hậm hực với Chúa. Ông bà mình nói một câu rất hay đó, nhưng mà tại vì mình không để ý, nhìn lên mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống mình hơn nhiều người lắm. Mình may mắn hơn nhiều người trong cái cuộc đời này lắm, nhưng mà mình không mới nhận ra điều đó. Mình bưng tai bịt mắt và mình không có cái cảm. Chúa vẫn đồng hành với chúng ta từng bước trong cuộc đời này. Chúa vẫn ở bên đời của chúng ta để Chúa nâng niu, Chúa bảo bọc, Chúa che chở chúng ta. Nhưng chúng ta đã bưng tai bịt mắt không nhận ra cái ân huệ ấy. Chúng ta đã không nhận ra cái hồng ân ấy. Chúng ta thấy đó, chúng ta đã không có cảm nhận được cái ân huệ của Chúa.
Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta, để chúng ta nhận ra ân huệ mà Chúa ban trên cuộc đời này, để rồi chúng ta lại tạ ơn Chúa vì ân huệ Chúa ban. Chúng ta lại cảm tạ Chúa vì ân huệ Chúa ban cho chúng ta. Và đặc biệt xin Chúa cho chúng ta được cái ơn sáng mắt. Có cái ơn sáng mắt, sáng tâm hồn, sáng trí khôn. Để chúng ta nhìn lại những mẻ cá lạ trong cuộc đời. Để chúng ta luôn luôn tin tưởng và tín thác và bước đi theo Chúa từng bước trong cuộc đời với những phép lạ mà Chúa ban. Chúa phục sinh vẫn hằng ở với chúng ta từng ngày đó chứ. Chúa phục sinh vẫn che chở, vẫn làm phép lạ, vẫn yêu thương chúng ta. Có điều chúng ta chậm tin và chúng ta cứng tin thôi. Chúng ta cứ tưởng tất cả những gì cũng chúng ta đang có là của chúng ta. Quyền năng, tài lực của chúng ta, nhưng không đâu. Tất cả là ơn Chúa đó, làm bởi bay, ban bởi ta mà. Nếu mà Chúa không ban thì làm sao chúng ta có được, và đặc biệt có được như ngày hôm nay. Chúng ta cứ nhìn lại đi. Chúng ta cứ nhìn lại đi, chúng ta sẽ thấy tất cả những gì chúng ta có là ơn Chúa. Xin cho chúng ta thấy được tất cả những điều đó trong cuộc đời để chúng ta bình an. Chúng ta tiến bước trước những khó khăn, dĩ nhiên làm ăn mà. Có lúc này lúc khác, cuộc sống không có bằng phẳng như chúng ta tưởng, như chúng ta nghĩ đâu. Nhưng chúng ta tin tưởng, chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhận ra điều đó để chúng ta biết chia sẻ, chúng ta yêu thương anh chị em chúng ta, để chúng ta dễ dàng cho đi, bởi vì tất cả những gì chúng ta đang có là thuộc về Chúa, đặc biệt cả cái con người nhỏ bé, con người tội lỗi, con người yếu đuối của chúng ta cũng là của Chúa. Xin cho chúng ta dâng lên Chúa tất cả những điều đó, đặc biệt dâng lên Chúa con người của chúng ta, để chúng ta tiếp tục tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban xuống trên cuộc đời của chúng ta. Ý thức được điều đó, chúng ta tạ ơn và chúng ta lại chia sẻ với anh chị em chúng ta vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã tuôn đổ xuống trên cuộc đời của chúng ta.